video. Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng mua hàng nhiều ở trên Shopee với Lazada. Nhưng mà cái lần gần nhất đây thì mình mua hàng ở trên Lazada thì mình bị lừa. Mình mua giao về gói hàng không có gì trong hết á. Thì hôm nay mình đây mình mua trên Shopee thêm gói hàng nữa. Gói hàng này là cái vỏ đựng, cái túi đựng máy ảnh đó các bạn. Thì máy ảnh mình thường thường đi chụp này kia thì nó được bọc trong cái bọc như thế này thì nó không có được an toàn lắm đó. Nên nay mình mua cái túi để mà đựng cái máy ảnh này. Sẵn đây mình review cho các bạn xem luôn, coi hàng nó có thật hay không, cũng như là cho các bạn xem cái túi đựng máy ảnh đó như thế nào nha. Cái túi rồi sau đó mình đựng cái máy ảnh cũng như là cái mấy cái phụ kiện pin rồi cũng như là đèn led này kia của cái máy ảnh đó giờ trong cái túi đựng luôn. Mà các bạn cùng xem nha, các bạn nhớ đăng ký kênh và để lại một like, một comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Gói hàng hôm nay mình mua là gói hàng ở Shopee. Ở Shopee này nó có cái địa chỉ là 551/2 đường số 36 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 8435615236. Địa chỉ bên này là địa chỉ mình nhận nha các bạn. Ở bên đây là cái gì TCG này, chắc tên hiệu cửa hàng nữa quá. Bên đây là nội dung hàng giao là túi đeo máy ảnh Canon công thông dụng chống sốc chống nước. Nó có tặng kèm là chổi vệ sinh len body nè. Đây có cái thông số này kia đầy đủ hết nha các bạn. Ngày đặt là 30/3 lúc 18:05, bây giờ nó giao tới rồi. Số tiền là chỉ có 158.000 thôi, 157.000 nhưng mà nãy shipper giao lấy 158.000. Rồi bây giờ mình sẽ khui gói hàng này ra cho các bạn cùng xem nha. Rồi trước tiên là mình bóc mấy cái vỏ này ra. Ràng rịch cũng khá là cẩn thận. Mấy lớp luôn. Rất là nhiều lớp các bạn ơi. Mình cắt hơi một hết mấy lớp luôn để mở ra, để biết chừng nào mới mở ra tới được. Quấn đặt ngẹp tới hết. Bên đi. Đây là cái túi này. Có cái chổi để vệ sinh kính len rồi đó các bạn. Nó tặng mình là tặng kèm theo. Này tôi đeo ngang này ra đó. Đó là đi đeo. Phải lấy cái len ra, lấy từng phụ kiện ra hết rồi các bạn ơi. Vậy là phải tháo cái
cho nên cái này mình ra. Rồi, giờ tới hai cái len. Hai cái len này chắc là được, nó để nằm cái này rồi quá. Rồi, một len để nằm, một len. Hai len để đứng hết các bạn ơi. Hai len để đứng hết mới được. Hai len để đứng để sát mà bìa đi hết. Rồi. Đây ở trong này là cái ngăn led này mình là, chắc không để vô được rồi, nhỏ quá. Rồi nó bự quá mà cái ngăn này còn cái ngăn này nhỏ quá. Nó để chắc để nằm lên trên như thế này. Nếu mà nằm trên thì nó bự quá, không có đè lại được luôn. Nhỏ này là nhỏ rồi, thấy chưa? Đó, nhỏ rồi, không có đựng được lên cái này rồi. Kéo lại là nó chặt cứng luôn rồi các bạn ơi. Đây là dễ bị hương rít lắm. Nếu kéo như thế này là dễ bị hương rít lắm các bạn ơi. Ngắt ở trên này, thấy không? Rất là cứng. Rồi ngoài ra mình còn phải đem theo một số pin để mình dự phòng nữa nha các bạn. Pin để mình dự phòng khi mình chụp hình đó. Pin dự phòng này thì chắc mình sẽ để bên trong rồi. Cái pin dự phòng này cũng mắc lắm, không có rẻ. Mình để ngoài rớt mất một viên này chắc mình đắm đuối các bạn. Rồi, nếu không ở trong này mình sắp xếp lại như thế này thì có thể mình để cái pin vào bên trong này luôn được các bạn. Đó. Xíu này mình để pin vào bên trong ngăn bên trong này luôn. Có hai pin để vào bên trong này luôn. Đây. Để bên trong này hết. Rồi đèn á, đèn mà muốn để vào bên trong này được á thì phải để nằm ngang. Nằm ngang như thế này. Này cũng rất là chặt các bạn ơi, cách nào để trên á. Này chắc mình phải bữa nào mình đánh mình nghiên cứu lại quá. Nghiên cứu lại cách sắp xếp bố trí quá. Chứ thế này là chặt lắm, chặt rồi. Nha. Nó không có được thoải mái. Không có được thoải mái cái máy ảnh này. Đó. Đó, nó rất là chặt nha các bạn. Chặt, cứ ngắt cái vỏ mình luôn rồi. Nó không được thoải mái cái vỏ. Đây là một số phụ kiện khác. Phụ kiện khác này có máy gốc rồ, hai máy gốc rồ. Đây còn một sạc nữa, sạc của máy ảnh này nữa nè. Đây pin của máy gốc rồ. Đây dây đeo của cái vỏ này. Đây quay của máy gốc rồ. Rồi, vậy là mình đã giải phóng được em này ra rồi. Giải phóng được em này ra rồi. Không dài rồi. Cái máy ảnh mình là không có cái vỏ đựng nha các bạn. Rồi, đây là cái dây đeo. Dây đeo của cái túi này. Dây đeo của cái túi này nó bình thường này quá. Đây rồi. Đây này các bạn. Túi này để mình không đây. Đó. Cái này. Đó, mình đeo vô người mình. Đó. Khi là đi chụp ảnh đó các bạn. Đó. Mình thì cũng không có đi chụp ảnh gì nhiều. Chủ yếu là việc chính mình là cứ quen rồi. Mình không có đi chụp vụ nhiều, chủ yếu chụp cho gia đình mình thôi. Tại mình sắm thì mình thích mình sắm mình để dành đi chụp gia đình mình chơi thôi, với mình sắm có mình bảo quản cho nó ổn hơn vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Thì hôm nay mình mua cái vỏ này thì Shopee nó giao về đúng nè. Nhưng mà cái vỏ nó hơi nhỏ so với kích cỡ máy của mình với len của mình, cũng chưa được hài lòng lắm. Mình định vô nó cũng không được gọi là ổn lắm ha. Này chắc mình nghiên cứu mình sắp xếp lại cũng sẽ tạm thời gọi là ổn thôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn xem thì nhớ cho một like, một share cũng như là một subscribe để làm động lực cho mình quay mấy video tiếp theo nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.